Chào mừng năm trăm anh em đã trở lại với channel Lê Ngọc Tuấn MMO nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị em nhận token 1.000 token sàn BTCX nhé. Thì đầu tiên các bạn vào link đăng ký phần mô tả video, sau đó chúng ta điền email đây. Sau đó các bạn bấm subscribe cho mình. Hiện tại thì kèo này còn 29 ngày nữa anh chị em nhé. Đấy, nó sẽ gửi một mail confirm về trong mục thư spam hoặc mục thư chính anh chị em nhé. Anh chị em vào để check mail nhé. Mail nó sẽ hay về trong spam nhé. Anh chị em bấm vào đường link này cho mình. Anh chị em mở ra. Đó, ok. Đầu tiên đó anh chị em điền tên anh chị em vào. Rồi ok. Chúng ta điền tạo password nhé, gồm 9 ký tự trở lên nhé, gồm ký tự đặc biệt, ký tự in hoa và ký tự đặc biệt như thăng còng, số và chữ bình thường. Các bạn bấm login cho mình. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn anh chị tạo thành công cái để nhận 1.000 token sàn BTCX nhé. Đây là cái link để các bạn copy này. Đấy, các bạn thể kiếm được 2.000 token free từ Zepro nhé. Đấy rồi ok. Các bạn nhớ vào kênh để mình để đăng ký kênh cập nhật những kèo mới nhất. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video mình.